xương rồng bạn ơi. Đợt này nhà mình về có cái loại xương rồng mà rất là to như này. Cái chiều cao thì tùy từng cây ạ. Có những cái cây như này nó chỉ cao khoảng tầm 6-70, nhưng mà cái cây những cây như này nó cao khoảng tầm 1m2, 1m5, và thậm chí có cả những cái cây mà cao khoảng tầm 1m8, như cái những cái cây dài dài cao cao ở đằng sau như này. Ở đây có hoa hậu của vườn này là cái cây này. Cây này đang có nụ rồi bạn ơi. Đẹp không ạ? Nụ cũng khá to, xương rồng to nên cái hoa của nó cũng nụ cũng to. Chiều cao của cây này cao tầm 1m bạn ạ. Mà đang để trong chậu sứ nên là phương án vận chuyển là hơi ban căng, nếu như ở xa chỉ ở gần được thôi ạ. Đi xe thồ thì mới chở được cái cây đấy. Còn nếu không thì phải nhấc nó ra một cái chậu khác. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây xương rồng to mà rất là nhiều cái thể loại kích cỡ như này thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.